Xin chào tất cả mọi người đang theo dõi video của Thông Điệp Vàng nha. Rất vui khi gặp lại mọi người ở video clip ngày hôm nay. Thì ở video clip này thì mình xin hướng dẫn và chia sẻ cho các bạn, nếu mà ai mà đang có ý định mà muốn xin vào công ty taxi để lái xe thì các bạn có thể tham khảo qua cái video clip này để các bạn sẽ không còn phải bỡ ngỡ khi mà lần đầu tiên mà đến công ty nhận xe và đón khách qua hệ thống của cái bộ đàm trên xe taxi nữa. Thì video clip này thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn là hai cái nội dung chính, đó chính là thứ nhất là cái việc đầu tiên khi mà các bạn đến nhận xe của công ty, thì sau khi mà công ty đã tiếp nhận cái hồ sơ xin việc của các bạn thì công ty sẽ hẹn các bạn đến để nhận xe. Thì đến nhận xe là các bạn sẽ phải đóng cái tiền đặt cọc cho công ty. Thì sau khi mà đã hoàn tất cái thủ tục đặt cọc và hồ sơ thì các bạn sẽ được công ty giao cho các bạn một chiếc xe để các bạn sở hữu và lái chiếc xe đó để trong cái thời gian các bạn làm việc để đón khách với các thứ để các bạn phục vụ khách mà. Thì cái việc đầu tiên các bạn cần làm khi mà nhận xe đó chính là các bạn sẽ cùng với lại nhân viên của bên taxi, các bạn sẽ phải kiểm tra toàn bộ chiếc xe đó về cái bên ngoài thân vỏ, nói về cái bộ phận thân vỏ trước đã. Đấy. Bởi vì mình phải kiểm tra cái bộ phận thân vỏ bên ngoài để xem nó có bị móp méo ở vị trí nào không, và nó có bị trầy xước ở đâu không, và xe nó có bị hỏng hóc cái chỗ nào không. Đấy, để tránh cái trường hợp ví dụ như sau mà các bạn không làm cho công ty nữa mà các bạn trao trả xe cho công ty thì bên công ty có xác nhận rằng là chiếc xe này nó bị móp méo ở vị trí này, hoặc là nó bị trầy xước ở vị trí kia, hoặc là nó không bị làm sao, xe mới. Thì để lúc mà mình nghỉ thì mình có thể dễ dàng nói chuyện để thanh toán với công ty hơn. Nếu như trường hợp mà các bạn không kiểm tra kỹ xe đó thì cái xe mà nó bị móp ở cái chỗ vị trí ba bô lê này, hoặc là ở các ba đờ sốc đằng trước, ba đờ sốc đằng sau mà nó bị trầy xước rồi nhưng mà các bạn lại không kiểm tra, thì đến lúc mà giao trả xe cho công ty ấy, thì công ty bảo là xe lúc tôi trao cho anh là xe mới không bị làm sao, bây giờ anh đi mà nó lại bị trầy xước như này thì chúng tôi phải trừ cái tiền đặt cọc của anh vào cái chỗ bị trầy xước đó, là chúng tôi làm cái chỗ này nó hết cần này tiền tôi sẽ trừ đi. Đấy mình nói như vậy. Cái cách đầu tiên là các bạn là phải kiểm tra xe đã, để tránh cái trường hợp sau này mà các bạn giao trả xe cho công ty để những cái gì nó xấu nhất mà nó đỡ bị phát sinh, thì các bạn có thể hiểu như vậy. Thì sau khi mà kiểm tra toàn bộ cái thân vỏ mà xe nó đã bị trầy xước hay là không trầy xước thì bên công ty cũng đã xác nhận rằng là xe nó như thế rồi, thì mình tiếp theo là mình bật cái lắp mà cúp xe lên và mình sẽ kiểm tra cái lốp dự phòng xem nó có còn tốt hay không. Ví dụ như cái lốp dự phòng mà nó mòn quá rồi, hoặc là nó bị phồng, bị méo thì các bạn cũng báo lên để công ty biết là cái lốp này nó kém rồi, thì công ty thay cho một cái lốp khác để mình có thể đảm bảo hơn trong cái thời gian mình làm việc, mình lái chiếc xe đó. Vì là không may đi đường mà nó bị thủng cái lốp xe của mình mà mình phải bắt buộc phải thay cái lốp dự phòng vào, và cái lốp dự phòng nó kém quá, mòn quá, hoặc nó phồng nó méo thì đi nó sẽ bị rung lắc cái xe, nó rất chi là ảnh hưởng. Thì mình cũng phải báo lại cho công ty là cái lốp này kém hoặc là lốp này vẫn tốt, thì mình cũng đã cùng với lại bên công ty xác nhận là lốp vẫn còn sử dụng được chẳng hạn. Và kiểm tra xem là các đồ phụ kiện mà để tháo lắp bánh xe, kích xe có còn không. Đấy, mình phải kiểm tra xem có còn không để mình sử dụng trong cái thời gian mình làm việc. Nhiều những cái xe taxi là của công ty ấy, là cho rất nhiều người thuê rồi, qua rất nhiều tay của những lái xe rồi. Có những lái xe thì tính cẩn thận thì người ta vẫn giữ gìn đồ vẫn tốt. Đấy, bảo quản vẫn tốt thì sử dụng vẫn còn ngon nghẻ. Có những lái xe thì ẩu thì họ làm thì họ không để ý, họ quăng quạt rồi họ để mất mát, rồi đến khi mà họ giao trả xe ấy, thì công ty người ta cũng kiểm tra xong người ta cũng trừ tiền, rồi sau đó là người ta cũng trả bổ sung thêm cho mình, người ta cũng cứ như thế mà lại giao cho các lái xe khác mới vào xin việc, thì mình mà cũng xề xòa, mình không kiểm tra cẩn thận thì đến lúc mà mình
có vấn đề gì trên đường, hoặc là đến lúc mà mình đi lại mà nó bị hở thủng xăm thủng lốp mà mình muốn dùng những cái đồ đấy để mình tháo lốp dự phòng, lắp lốp dự phòng vào mà mình không có, mình lắp là cũng rất chi là mệt trong cái quá trình mình làm. Đó là những cái mà mình muốn chia sẻ cho các bạn để các bạn nắm được khi mà các bạn mới lái xe, xin vào lái xe taxi thì các bạn có thể kiểm tra các thứ, các vấn đề đó để các bạn tránh cái trường hợp mà không hay. Cái nội dung thứ hai mà mình muốn chia sẻ cho các bạn để các bạn có thể biết được cái cách đón nhận điểm qua cái bộ đàm của công ty ấy, của xe taxi ấy. Thì không phải là hãng xe taxi nào người ta cũng áp dụng đón khách qua cái hệ thống app, và cũng không phải là hãng taxi nào người ta cũng đón khách bằng cái bộ đàm đấy. Tùy theo ở cái thời điểm bây giờ thì hầu hết là đón khách qua cái bộ phận app trên điện thoại. Thì nhưng mà xe của mình ấy trước kia là đón khách qua cái bộ đàm như này này các bạn này. Thì sau khi mà công ty cải tiến và nâng cấp cái phần mềm lên thì bây giờ là đón khách qua app. Thì đón khách qua app thì thật sự là rất chi là tiện dụng và yên tâm. Yên tâm ở cái chỗ là tất cả các xe nếu mà khi mà đã khách đã vào app trên điện thoại rồi thì yên tâm đón khách, thì không sợ khách đó bị xe khác đón mất, hoặc là không sợ phải tranh nhau. Thì ở đây mình nói về cái đón khách qua cái bộ đàm. Thì có một số công ty vẫn đang áp dụng sử dụng cái bộ đàm để đón khách. Thì khi mà cái đặc điểm chung đó chính là đón khách qua bộ đàm này. Thì khi mà trung tâm phòng đàm người ta phát điểm lên thì là tất cả các xe mà đang bật đàm đều nghe được hết cái điểm đó có khách. Đấy, ví dụ như mình ở Phú Yên thì khi mà trung tâm phát điểm rằng tâm cần một xe ngã tư Phú Yên thì tất cả các xe đều nghe thấy hết, là biết rằng đó là ở ngã tư Phú Yên đang có khách. Thì ví dụ như xe mình là xe 266, đây cái mã đàm 266 này, là mình đang ở gần vị trí ngã tư Phú Yên chẳng hạn, thì mình nhận điểm thì mình biết là lúc đó là mình có thể nhận được cái điểm này. Thì mình sẽ phải cầm cái bộ đàm lên, mình bóp vào cái cò đàm này này, đây cái cò này mình bóp thật chặt lại, sau đó mình dơ sát vào miệng này. Đấy, mình dơ sát vào miệng như này và mình nói rằng là 266 nhận điểm. Sau đó mình nói dứt điểm xong thì mình nhả cái cò ra để bên trung tâm người ta nghe được và nhận được cái tín hiệu của mình là xe mình cũng nhận cái điểm ở ngã tư Phú Yên. Sau khi mà mình nhả cò ra trung tâm nghe được thì trung tâm sẽ cũng nói rằng là 266 nhận điểm, và cũng có một vài xe khác đồng thời nhận điểm cùng mà, thì mình đã đoán được là cái vị trí ở ngã tư Phú Yên đấy có khách và có mấy xe cùng nhận điểm với mình. Để lúc đó dạng như là đua đua điểm ấy, vì nhiều xe cùng nhận một lúc là mình dạng như kiểu tranh nhau đua điểm. Thì mình bóp xong, bóp đàm xong và nhả ra thì trung tâm phát lên là xe này xe kia nhận điểm đấy, thì mình sẽ phải nhanh tay hơn, mình cầm điện thoại mình xin số điện thoại của trung tâm, là đọc số điện thoại của khách trước. Lúc đó là mình sẽ cầm bộ đàm lên và mình sẽ nói rằng là 266 xin số điện thoại của khách. Đấy, mình nói xong mình lại phải nhả cò này ra thì trung tâm mới nghe được nhé. Đấy, khi mà trung tâm đọc số điện thoại của khách thì mình sẽ ấn số điện thoại của khách và mình gọi cho khách luôn. Lúc đó mình sẽ nói rằng là anh chị hoặc là cô chú gọi xe ở chỗ này à, thì người ta báo điểm cho mình rồi thì mình bảo thế đợi xe mình đang đến đón, thì em đang đến đón rồi hoặc là cháu đang đến đón rồi, thì có lái xe nào gọi điện đến thì đừng nhận nữa nhé, để cho đỡ phải nhiều xe đến quá. Đấy, mình đại loại là cái câu chuyện là lúc mình trao đổi với khách đấy, khách ok rồi thì là mình cứ đến là mình đón khách. Thì khi mà mình đến sát điểm rồi thì chưa thấy khách đâu, hoặc là mình thấy khách thì khách sẽ lên xe của mình, và nếu chưa thấy khách thì mình lại gọi điện cho khách lần hai và mình bảo là xe tới điểm rồi, xin mời khách lên xe. Đấy, khi mà khách hàng đã lên xe rồi thì là khách của mình rồi, yên tâm rồi, thì mình lại phải bóp đàm cho công ty, tức là bóp đàm và mình sẽ nói rằng là 266 đón được khách. Thì trung tâm biết rằng là xe mình đã đón được khách và sẽ báo lên để cho các xe khác biết, để các xe khác lưu điểm. Thì lúc đó trung tâm sẽ nói rằng 266 đón khách, chúc lái xe và quý khách thượng lộ bình an. Đấy, trung tâm sẽ chúc mình và khách hàng như vậy. Thì đấy là những cái cơ bản nhất về cái việc mà mình đã đón khách qua cái bộ đàm như này. Đấy, lúc nào cái đàm của mình là cũng phải thông. Đấy, thông đàm, thông hai chiều.
tức là hai chiều là gì? Mình nói trung tâm nghe được, và trung tâm nói là mình phải nghe được, để trong cái quá trình mình làm việc nó sẽ được thuận lợi cho mình hơn. Chứ đừng làm gì đó mà để cho trung tâm hoặc là cho bên phòng đàm người ta khóa đàm mình vào nhé các bạn nhé. Thì lúc nào thỉnh thoảng thì lâu lâu mình lại phải bóp đàm, mình kiểm tra xem cái bộ đàm của mình nó có thông hay không. Thì muốn biết cái bộ đàm của mình nó thông hay không thì mình lại phải bóp đàm và mình gọi trung tâm. Ví dụ như là mình bóp đàm vào mình nói rằng là 266 gọi trung tâm, thì khi mà trung tâm nghe được thì trung tâm sẽ nói rằng là trung tâm nghe 266, thì mình cũng trả lời rằng là 266 thử đàm đấy. Mình sẽ nói một cái câu chuyện gì đó hoặc là mình nói để cho mình nghe được trung tâm nói và trung tâm nghe được mình nói qua cái bộ đàm như này, thì gọi là thông thông đàm đấy các bạn ạ. Thì video này mình muốn chia sẻ cho các bạn về hai cái nội dung là như vậy. Thì bây giờ mình sẽ kết thúc cái video này tại đây. Nếu như các bạn thấy video của mình hay và hữu ích thì các bạn cho mình xin một like và chia sẻ video để cho nhiều anh em muốn xin làm việc lái xe taxi biết để có thể tham khảo, và các bạn đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Còn bây giờ thì mình xin chào và tạm biệt các bạn.